sẽ lôi thử cho anh em này, mình quấn vào tay mình lôi thử này. Không có hề hấn gì nha, lôi quấn chặt nha. Đó, quấn rất chỉ là chặt nha, chứ không phải anh em lại bảo là lôi nhẹ nhàng này kia. Đó, tay còn hành này. Lôi rất chỉ là chặt nha. Và dây thì không có hề hấn gì hết. Hello, chào anh em. Chào anh em quay trở lại với channel của Shopla, tiếp đồ cũ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một số cái phụ kiện như là dây điện này, jack cắm này, rồi cái dây chia này. Mấy cái này là đều là phụ kiện của xe hơi hết nha anh em, nhưng mà anh em có thể chế dùng để làm chế loa gia đình hoặc là lắp loa gia đình hoặc là chế loa Bluetooth gì đều được hết ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cái dây này trước đi. Đây là cái dây dây điện chuyên dụng. Dây này dây chuyên dụng đi trong xe ô tô nha anh em, lắp trong xe ô tô. Đây là dây loa nha anh em. Thì cái dây này là của Hàn Quốc sản xuất nha. Mình sẽ chờ cái bóc ra để dơ cái tem cho anh em thấy này. Cái dây này là 180 x 370, tức là chiều dày của dây là 180, còn 370 là cái bề dẹt này, bề ngang này này. Đó, một cuộn của này thì là nó tới 500 m lận, nhưng mà bên mình có hỗ trợ bán lẻ nha anh em. Đây là dây đôi nha, dây đôi rõ lõi rất là lớn. Để mình cắt ra cho anh em xem thử này. Đây, mình sẽ cắt ra cho anh em xem thử cái lõi của nó như thế nào nha. Đó, cái lõi rất chi là nhiều nha, lõi đồng nha anh em, lõi đồng rất chi là nhiều nha. Đây, lõi đồng rất chi là nhiều. Đó, nhìn ở trên video thì anh em sẽ khó thấy. Và dây này là dây cực kỳ xịn nha anh em, dây này là dây được sản xuất chuyên dụng nha. Đây, một cuộn của nó như thế này. Anh em nào mua cuộn thì mình sẽ bán cuộn nha, cuộn thì mình sẽ bán cuộn nguyên như thế này. Còn nếu như anh em nào mua lẻ để chế loa á, thì mình sẽ bán lẻ theo mét. Hiện tại bên mình đang bán lẻ là 6.000 một mét nha anh em, 6.000 một mét bán lẻ nha, 6.000 một mét. Còn nếu như anh em mua mà với lại mua theo cuộn á, thì mình sẽ bán một cuộn này giá 2 triệu. Họ một cuộn nguyên một cuộn 500 m thì sẽ giá 2 triệu. Này thì chỉ có gara họ mới mua theo cuộn thôi, chứ còn bình thường cho anh em mua chế cháo thì chắc mua mấy mét một thôi. Thì mình sẽ bán kèm nha. Bên mình có giao đơn hàng tối thiểu là 50.000, anh em có thể mua kèm với ví dụ 1 m, 2 m gì đó, với những cái phụ kiện khác, với những sản phẩm khác. Đó, để chế loa. Dây này chế loa thì cực kỳ xịn nha anh em. Đây là dây chuyên dụng nha, chứ không phải là mấy cái dây như dây điện ở ngoài thị trường. Rồi, để cho anh em, để chứng thực cho anh em là cái dây này chuyên dụng thì đây. Mình có thêm một cái, mình có về đợt này, mình có về thêm được một số cái dây mà họ đã bấm cốt sẵn này như thế này nữa. Đó, bấm cốt sẵn như thế này. Đó, anh em nhìn này, bấm cốt sẵn. Mình đã có tháo ra. Đây, anh thấy nhá. Đó, mình đã có tháo ra và họ bấm cốt sẵn và bọc cái dây đầu sẵn này. Họ một bọc như thế này á, thì là sẽ gồm là hai sợi cáp có được bấm cốt hai đầu, và mỗi một sợi thì dài 4 m, tức là tổng trong này là 8 m nha anh em. Đó, 8 m, và có bọc một bọc như thế này, thì một bọc như thế này mình bán giá là 60.000 một bọc nha. Mình sẽ bóc khui một bọc nữa cho anh em xem thử này, xem có đúng là cái dây mà mình bán hay không nha. Đây, bọc mới nguyên nha. Đây, một bọc như thế này. Đó, của Datajong này. Đó, anh em thấy không? Datajong. Đây, mình cho anh em xem cái tem này. Đó, Datajong cable này. Đây là DI, người ta viết tắt này, Datajong nha. Đó, và cái này là lắp loa xe hơi ở đi dây ở trong xe nha anh em, để lắp loa ấy. Đó, anh em nhìn cái đầu cốt này, hãng làm thì nó phải khác biệt thôi. Bấm hai đầu nha. Đó, bấm hai đầu, còn hai đầu này là hai đầu trơn nha. Đó, hai đầu này là hai đầu trơn nha. Bấm hai đầu, một sợi như thế này, ví dụ một sợi trắng như thế này là 4 m này, một sợi xám này là 4 m này. Thì anh em để ý này, có hai dây, nó có cái này, nó có hai dây, một dây là xám trơn, một dây là xám sọc. Xám sọc thường thường dây mà có sọc đen á, thường thường người ta quy ước là màu là dây âm nha anh em. Đó, bên này cũng vậy, một dây là trắng trơn này, một dây là trắng sọc này. Thường thường dây trắng trắng sọc này người ta sẽ quy ước là dây âm. Đó, thông thường là vậy.
Đó, người ta cũng đã bấm cốt cái đầu đầu cốt nhỏ này, cốt nhỏ là cực âm này, cốt lớn là cực dương này. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái đoạn này cho anh em coi thử coi có đúng là cái dây này không nha, so thử xem có đúng là cái dây này không nha. Đó anh em thấy không? Nó là anh em một nhà nha. Đó, cái này là của Daejeon. Đây, ở trên cái chữ ở trên cái cuộn thì nó sẽ rõ hơn, Daejeon. Wow, cái này made in Korea nha, sản xuất tại Hàn Quốc nha anh em. Dây này sản xuất tại Hàn Quốc nha. Đó, sản xuất tháng 4 năm 2022 luôn. 4 năm 2022. Rồi, thì xin nhắc lại nha, cái dây cáp này á, dây dây lẻ này mình sẽ bán lẻ theo mét. Ví dụ như hết cuộn này thì mình sẽ bán sang cuộn này, chứ mình không thể gỡ hai cuộn cùng lúc được nha anh em. Tức là ví dụ như đang có màu xám thì mình sẽ bán màu xám nha. Nó có quy ước màu sọc với lại trơn rồi, nên là anh em không sợ lo là nó khó phân biệt nha. Thì cái dây này á giá là 6.000 một mét, còn nếu như anh em mua nguyên cuộn như thế này á thì là 2 triệu một cuộn ha. Cái này là 6.000 một mét, lẻ thì 6.000 một mét, còn mới thì còn nguyên cuộn thì 2 triệu một cuộn. Em nào mua lên mua số lượng thì mua ha. Rồi, cái này mình tạm gác sang một bên. Và cái này giá là 60.000 một một bịch như thế này nha anh em. Mình bán theo bịch 60.000 một bịch 8 mét. 8 mét 60.000 một bịch, có cốt đầu cốt sẵn. Có đầu cốt sẵn rồi. Cái này anh em về DJ loa thì khỏi chê rồi. Không có gì phải bàn cãi nữa. Đó, anh em có thể dùng cái dây này để chế loa Bluetooth hoặc là chế loa lắp loa thùng hoặc cái gì đó, làm dây cái loa thùng sẽ hơn nhiều, rất hơn hơn rất rất nhiều so với lại cái dây điện anh em mua ở ngoài tiệm điện nước để mà chế loa. Rồi, ngày hôm nay cũng sẽ có một cái phụ kiện khá chỉ là hay ho nha anh em. Phụ kiện này thì cũng từ trong xe ra thôi, nhưng mà anh em có thể ứng dụng vào trong loa Bluetooth hoặc là loa thùng của anh em đều được này. Cái này nó tác dụng như là một cái phân tần vậy đó. Đây, mình bóc ra cho anh em xem này. Dây này anh em có thể là gọi là dây cản, dây phân tần hoặc là dây chia gì đó tùy ý anh em. Thì cái dây này á nó có ba đường. Đây, đây là đường vào. Đây là hai cái đường ra. Và cái đây là cái con tụ cản này. Ở đây họ dùng cái tụ là 3.3. Hơi khó thấy, 3.3 microfarad và 100V. Tụ này tụ có vẻ như cũng khá xịn, mình nghĩ là khá xịn tại vì ở trong cái họ làm cái này cũng rất là kỹ. Thì cái dây này á nó tác dụng như là một cái phân tần vậy đó anh em, như là một phân tần. Đây, mình lấy cái phân tần của JBL ví dụ cho nó dễ ha. Thì đây đây là ngõ vào phân tần, hai đường tiếng là có một ngõ vào và hai ngõ ra, một cho chép và một cho bass. Thì cái dây này cũng tương tự như vậy, một ngõ vào ở đây và hai ngõ ra, một đây là một cho loa bass này và đây là một cho loa chép này. Nhưng mà cái này đơn giản hơn phân tần rất nhiều, là nó chỉ có một cái con tụ cản dành cho cản cho cái loa chép thôi, chứ còn cái loa bass thì nó sẽ nối trực tiếp với cái dây và đường vào. Đó, chỉ có như vậy thôi. Cái dây này tức là từ đường một đường ra hai đường. Thì cái dây này ứng dụng như thế nào? Ứng dụng ví dụ như là anh em có thể lắn ở trên cánh cửa ô tô, ví dụ những cái xe mà chưa có chép chẳng hạn, hoặc là anh em đi đấu nối lại dây chẳng hạn, thì nó đi từ cái đây là cái từ của loa chính, đường loa chính xuống này, từ cái đầu Android hoặc là đầu ô tô hoặc là âm đi xuống này, đó đi vào đây qua đây, thì anh em đường này anh em nối với cái loa chép này, đường này anh em nối với loa bass này, rồi mặc mặc định là cái loa chép nó sẽ được cản cái tụ này, nó sẽ coi như là có phân tần luôn đó. Hoặc là ở trong cái loa Bluetooth hoặc là cái loa thùng của anh em á, anh em không dùng phân tần á thì có thể dùng cái này từ âm ly vào, nó cũng qua là đây là cái loa bass này, đây là cái loa chép này, vậy là xong. Đó, không chứ không cần phải dùng phân tần. Tất nhiên là phân tần thì nó sẽ xịn sò hơn nhiều và nó sẽ ổn định và nó hay hơn nhiều, nó có cả bảo vệ nữa. Nhưng mà nếu như anh em nào muốn ngon bổ rẻ thì dùng cái này, tiện, rất là tiện. Chế mình có chế một số cái loa Bluetooth á, mình cũng dùng cái này từ cái mạch công suất đi ra một cái loa bass, một cái loa chép, không cần phải hàn hết gì ở trên cái loa chép cho nó đỡ mất công. Đó, cho nó phiền hà. Mình chỉ làm cái dây chia này thôi, rất là tiện cho những anh em nào mà dùng chế loa hai quay. Đây mình sẽ quay một cái ví dụ thực tế cho anh em thấy được là cái công dụng của cái dây chia ha. Nó rất là tiện luôn. Đây, như anh em cũng thấy á, là cái loa này mình làm bao gồm một cái loa chép GTO và một cái loa bass của Ampere. Thì từ cái mạch công suất vào á, thì đáng lẽ ra là mình sẽ phải cản một cái tụ hoặc là lắp phân tần cho cái loa chép này và cái loa bass, thì không. Mình sẽ dùng là chính cái dây chia đó luôn. Đây, đây là ngõ vào này. Ngõ vào từ cái mạch công suất này. Sau đó là nó có một đường là ra loa chép này, một đường là gắn loa bass, vậy là xong rồi.
không cần phải làm gì nhiều cả. Đó, làm rất là tiện luôn, rất là gọn luôn nha anh em. Cực kỳ gọn và tiện luôn. Thì cái thùng này á, mình đang lên demo, sắp xong rồi. Đây, như anh em cũng thấy này, shopload.vn này. Đó, mình đang làm mạch, đang làm ấy. Ví dụ như những cái tên thương hiệu ở đây anh em có thể là tùy tùy ý anh em để này. Mình sẽ hỗ trợ là khắc tên anh em hoặc là tên tên gì đó nhỉ? Anh tùy ý anh em, chữ nó là tùy ý anh em. Mặt trước là có e căng này. Đó, trước đây mình bán vỏ thùng này giá là 600 ngàn nha anh em. Vỏ thùng này giá là 600 ngàn. Còn những phụ kiện ví dụ như mạch hay là loa thì anh em sẽ phải mua riêng nha. Cái lỗ này lỗ phết, mình có tặng kèm một cái miếng mica. Và miếng mica này là mình sẽ hỗ trợ khắc tên anh em luôn, nếu như anh em có nhu cầu. Đó. Đó. Rồi, sắp tới thì mình sẽ lên video test thử cái âm thanh của cái thùng này nha, cho anh em nghe thử chất âm nha. Còn hiện tại thì mình đang bán cái dây, mình đang giới thiệu cái dây nên là mình sẽ tập trung ở cái video dây thôi ha. Còn cái viên này mình sẽ làm một cái video riêng ở phần sau, ở video sau ha. Anh em cùng chờ theo dõi nhé. Đây thì giá của nó là 6 à giá của nó là 10 ngàn một cụm như thế này nha anh em, 20 ngàn một cặp đó. Thì một cụm như thế này là 10 ngàn. Đây 10 ngàn. Còn nếu anh em lấy hai cái thì 20 ngàn ha. Rồi, báo giá lại một lần nữa cho anh em. Cái dây đi trong xe hơi này, dây Hàn Quốc này, dây made in Korea này, giá là 6.000 một mét, 6.000 một mét nha anh em. Còn nếu như anh em lấy nguyên cuộn thì 2 triệu. Còn đây là cái cuộn dây mà đã được bấm cốt sẵn, bấm đầu một đầu đầu cốt sẵn, còn đầu còn lại thì để trơn nha. Và đây là 8 mét, 4 mét mỗi sợi, giá là 60.000 một bịch như thế này, 60.000 một bịch. Đó. Dây này đảm bảo anh em là cực kỳ chắc chắn nha anh em. Mình sẽ lôi thử cho anh em này, mình quấn vào tay mình lôi thử này. Không có hề hấn gì nha, lôi quấn chặt nha. Đó, quấn rất chỉ là chặt nha, chứ không phải anh em lại bảo là lôi nhẹ nhàng này kia. Đó, tay còn hành này. Lôi rất chỉ là chặt nha. Và dây thì không có hề hấn gì hết. Dây không có hề hấn gì hết. Thì hiện tại thì mình đang lẻ cuộn này nên là mình sẽ bán, ví dụ anh em mua thì mình sẽ bán cái cuộn dây màu xám trước nha anh em. Hết màu xám thì mình sẽ bán sang màu trắng nha, chứ không phải là anh em màu nào thì mình sẽ cắt màu đó, tại vì đang dở cuộn 500m nên là nếu như bán lẻ thì cũng sẽ khá là lâu, nên là anh em thông cảm dùm ha. Đó, dây này là bao dây đồng nha anh em, dây đồng bao là đồng xịn nha, bao là đồng xịn nha. Dây này chuyên cho xe, anh em nào làm gara thì nếu như mà cần thì liên hệ mình ha. Đó, nó có một sọc, một dây trơn, một dây sọc. Đó, quay lại cho anh em tham khảo thôi. Rồi, ok, video này thì chỉ có đơn giản như vậy thôi. Những cái thông số hoặc là những cái thông tin mình đã báo cụ thể ở trên video rồi, em nào có nhu cầu thì liên hệ hai cái số điện thoại trên góc màn hình ha. Cảm ơn anh em nhiều, hẹn gặp lại anh em vào những video sau.